Đấy là mình nộp cho cô Bi mấy anh mình ăn nha. Rồi bây giờ cô Bi phụ mẹ nhặt rau nè. Cô Bi, con sang kia lấy cái rổ cho mẹ với nào. Ngồi đây, ngồi đây. Để đây, để đây mẹ nhặt rau nè. Sang lấy cho mẹ cái mẹ với nào. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây cho mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn nha. Ở đây mẹ bỏ rau ra. Cô biết, cô ngồi lại đi. Cô biết của mẹ nhặt rau nha. Nhặt rau cùng với mẹ nha. Cái bé ơi, bây giờ cô Bi ngồi đây chơi nha, để mẹ đi rửa rau với rửa tôm lên mẹ nấu cho cô Bi nha, cô Bi với anh Bình ăn nha. Vì con ăn cái gì ạ? Rồi được rồi. Rồi bây giờ mình đi lấy cơm mình ăn cơm nha. Đi nào. Bi ơi. Mẹ lấy cơm cho cô Bi ăn nha. Đây, cơm của con này.
cơm. Mình lấy cho cô Bi xíu rau nữa nha. Này, cô Bi ăn rau giỏi thế. Cô Bi rất là thích ăn rau luôn. Rồi mẹ bắt cho cô Bi một con tôm nha. Từ từ nha con. Rồi, đấy, con ăn cơm nha. Hai mẹ con mình cùng ăn cơm nha. Ngon.